Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Nếu như bây giờ anh em có 20 triệu đồng để phục vụ cho nhu cầu chơi game, build được một bộ PC hoàn chỉnh thì anh em sẽ có một cấu hình như thế nào? Đối với mình thì chúng ta nên cân bằng giữa hai yếu tố, cả chơi game lẫn làm việc, tức là chúng ta sẽ có những thành phần linh kiện cân bằng này, CPU, VGA, main, RAM, SSD, tất cả đều phải gọi là hợp lý để chúng ta có thể phục vụ lâu dài trong khoảng từ 3 đến 4 năm nữa. Vậy thì với 20 triệu đồng, chúng ta nên chi như nào cho phù hợp? Mình sẽ tư vấn cho anh em ngay trong video này. Trong cái khoảng giá 20 triệu đồng như vậy, chúng ta hãy trích ra khoảng từ 40 đến 50% dành cho VGA, bởi vì chúng ta còn rất nhiều thành phần linh kiện để có thể cân nhắc. Thì với cái giá thành của sản phẩm đi, với khoảng 9 đến 10 triệu đồng thì anh em có được một mẫu card đồ họa như nào? Ở cái thời điểm mình làm video thì một trong những phiên bản mình thấy khá tốt là RTX 3060 đến từ Asus. Thì đây là một phiên bản cực kỳ nhỏ gọn và high fan. Với 3060 chúng ta có thể phục vụ cho nhu cầu chơi game ở trên độ phân giải 2K với những tựa game online và offline. Tất nhiên thì ở một số những tựa game offline anh em cũng cần phải cân nhắc để lựa chọn setting sao cho phù hợp. Nếu như chúng ta không mắc setting được thì anh em có thể để high setting hoặc là medium setting với một số tựa game nặng. Còn những tựa game online chắc chắn sẽ là mắc setting, FPS sẽ khá cao, loanh quanh khoảng chừng từ 300 đến 400 FPS. Tại vì thế anh em cũng cần những cái mẫu màn hình có cái chất lượng tốt để chúng ta có thể chơi game được. Với màn hình 2K chúng ta có một số những mẫu màn hình đạt 165Hz để chúng ta có thể trải nghiệm, ví dụ như LG 27GP850. Với cái phiên bản RTX 3060 sẽ tiêu thụ loanh quanh khoảng chừng là từ 150 đến 160W điện khi mà chúng ta chơi game full load và sử dụng duy nhất một cổng cấp nguồn 8 pin. Thế nên về mặt bộ nguồn anh em nên đầu tư những bộ nguồn có công suất thực, ưu tiên là khoảng nguồn từ 550 đến 650W. Những cái bộ nguồn mà anh em chỉ nhìn thấy là 650 thì anh em có thể mua luôn cũng được. Còn những anh em nào mà muốn sử dụng fit nhất có thể, chúng ta nên đầu tư những bộ nguồn có tốt một chút, thì ở đây mình đang có sử dụng một bộ nguồn đến từ Corsair với công suất thực là 550W. Về những thành phần linh kiện khác đi, thì để đi với RTX 3060 chúng ta có những lựa chọn như nào? Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn i3, thế nhưng chúng ta đang nói đến khía cạnh là chúng ta cân bằng về mặt hiệu năng dùng lâu dài. Thế nên mình đã sử dụng ở đây một trong những mẫu CPU quốc dân là CPU Intel Core i5 12400F, một mẫu CPU có 6 nhân và 12 luồng. Nghe sơ qua thì trông có vẻ là hơi giống những mẫu CPU khác, thế nhưng với i5 thế hệ 12, cái hiệu năng đơn nhân và đa nhân là cực kỳ tốt. Anh em khi mà chơi game gọi là những tựa game online, offline chưa chắc đã sử dụng hết được cái 6 nhân này đâu. Tất nhiên là anh em có thể tận dụng 6 nhân này vào những cái nhu cầu, những mục đích hay là những cái công việc khác mà anh em mong muốn, thì i5 12400F cũng có thể đáp ứng đầy đủ. Thì ở bên trong một hộp chúng ta có hệ thống tản nhiệt stop, có lõi đồng. Tuy nhiên đối với mình, khi mà mình sử dụng bộ PC không phải lúc nào mình cũng mở ra như này và chúng ta để ở trong phòng điều hòa có nhiều quạt, thì chúng ta hãy nên đầu tư hệ thống tản nhiệt tháp. Thì ở đây mình đang có một hệ thống tản nhiệt đến từ ID Cooling với mức giá cực kỳ rẻ, và đây là một trong những hệ thống khá tốt để có thể tản nhiệt cho CPU Intel Core i5 12400F. Bởi vì mặc dù là mẫu CPU Intel Core i5 có tiến trình 10 nanomet nhưng đầu tư thêm hệ thống tản nhiệt khi mà chúng ta sử dụng cũng sẽ an tâm hơn. Và để kết nối những thành phần linh kiện ở đây, chúng ta sẽ cần một cái khía cạnh, đó là về phần bo mạch chủ. Thì bo mạch chủ mình đã sử dụng một mẫu main đến từ Asus để có thể tối ưu hóa được tốt nhất về giá thành. Anh em nhìn cái vỏ cây khi mà mình cắm cả main cả các thành phần linh kiện lên thì trông kiểu hơi bị lạc quẻ, kiểu cái thành phần linh kiện thì nhỏ và vỏ cây to. Tuy nhiên cái lý do được mình lựa chọn đây là cái vỏ cây mình đang có được tặng sẵn là 3 fan và anh em chỉ cần mua thêm 3 fan nữa. Còn những anh em nào mà muốn đem lại những sự nhỏ gọn thì anh em có thể lựa chọn những cái phần vỏ cây khác, vỏ cây chỉ có 2 quạt thôi thì sẽ phù hợp nhất, kiểu trông nó sẽ fit hơn. Đấy là nhu cầu của mỗi người. Còn xét trên khía cạnh chơi game đi, khi mà chúng ta chơi game chơi độ phân giải Full HD hoặc là 2K, yếu tố về RAM chúng ta chỉ cần đầu tư là 2 thanh RAM 8GB với bus RAM từ 3000 cho đến 3200, thì mình sử dụng 2 thanh RAM đến từ Kingston với tổng lưu lượng là 16GB là đã có thể chơi game cực kỳ mượt mà rồi. Còn về những thành phần SSD, nếu như anh em đầu tư ít thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư một ổ SSD có cái dung lượng khoảng 250GB, hoặc là anh em có điều kiện hơn thì có thể đầu tư những ổ SSD 500GB. SSD bây giờ thì phải nói là cực kỳ rẻ luôn, ổ 250GB chỉ khoảng 700-800 nghìn, một ổ NV1 mình đang cắm đây có mức giá cực kỳ rẻ và anh em hoàn toàn có thể cân nhắc và sử dụng. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn phần test game ở trên độ phân giải là 2K.
chung quy lại với 20 triệu đồng dành cho nhu cầu chơi game, chúng ta có RTX 3060 Intel Core i5. Tất nhiên thì đây chỉ là một bộ PC thôi. Muốn hoàn chỉnh thì anh em có thể cân nhắc lựa chọn những cái mẫu màn hình. Những cái mẫu màn hình trên thị trường thì có rất nhiều. Anh em nào mà chỉ phục vụ cho nhu cầu chơi game, độ phân giải Full HD thì có thể lựa chọn những cái mẫu màn hình khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng. Chúng ta đầu tư thêm gọi là chuột và bàn phím nữa. Vậy thì tổng chi phí chúng ta bỏ ra cho một cấu hình hoàn chỉnh tất cả những linh kiện khác thì sẽ rơi vào khoảng từ 25 đến 26 triệu đồng. Trong đấy thì 20 triệu đã dành cho bộ PC rồi. Và nếu như anh em nào mà có cái yếu tố tốt hơn nữa, muốn đầu tư những cấu hình nó phù hợp hơn, hoặc là anh em chơi game chuyển độ phân giải lớn hơn, muốn sử dụng những cái bộ PC trông nó đẹp hơn, thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video, thì mình sẽ làm một video phù hợp với anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.